anh có thể cho em biết là chương trình MBA là gì và nó có khác gì so với những chương trình thạc sĩ khác được không? Rồi, xin chào Vân và quý vị ạ. Rất là cảm ơn Vân hỏi anh câu này nha. Câu này là chắc mỗi năm anh trả lời chắc không dưới 10 lần. Đặc biệt là năm ngoái anh có trả lời cho một hoặc là hai trường mà có chương trình đào tạo MBA rất là uy tín tại Việt Nam đó, để làm sao để cổ vũ tinh thần học cái này. Thì thực ra anh rất là đồng cảm với Vân và tất cả các bạn, là hồi xưa anh hay là bà xã anh đi học MBA cũng vậy. MBA đối với anh nó như một bầu trời vậy đó. Và đôi khi lúc mà mình học á, mình đã đứng trước cái rất nhiều lần là cái cảm giác là mình từ bỏ. Thì quay về lại thì MBA đó, thì ngay cả cái từ nó đã nói lên rồi. Tức là MBA là Master, Master là hệ thạc sĩ ha. Rồi BA tức là về mặt quản trị kinh doanh. Thì MBA đó là một cái ngành về thạc sĩ quản trị kinh doanh. Tuy nhiên là khi mà em học vào á, thì nó có những cái chuyên ngành về majors. Thì nó có những cái major khác nhau. Ví dụ như là chuyên ngành về quản trị kinh doanh nói chung, hay là chuyên ngành chuyên sâu như là tài chính, nhân sự, marketing, quản trị chuỗi cung ứng. Thì MBA nó là một chương trình tổng quan để em có kiến thức về quản trị. Thì nó rất là hữu ích dành cho các bạn đi làm. Đặc biệt á, là những bạn nào mà trước đây chưa có cái background về mặt quản trị, về kinh doanh, về kinh tế, thì MBA nó là một cái mảng ghép rất là hoàn hảo dành cho các bạn.